ngày 23 tháng 3, 16 người từ tầng trệt bước vào thang máy ở Block D, chung cư 584 Lũy Bắc Bích, quận Tân Phú. Khi thang máy vừa chạy được 30cm thì bất ngờ khựng lại kẹt cứng. Mọi người tìm cách kéo cửa ra không được, đập cửa kêu cứu. Những người bên ngoài tìm cách nảy cửa, giải cứu các nạn nhân. Khi họ cố kéo cửa thang máy hé mở thì miếng thạch cao trên tường rơi xuống, cánh cửa nhanh khép chặt lại. Nửa giờ sau, cảnh sát cứu hộ dùng bơm thủy lực phá cửa, giải thoát các nạn nhân. Do tâm lý hoảng loạn và thiếu oxy, bốn người lớn tuổi đã ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Theo ban quản trị chung cư, thang máy đã từng xảy ra sự cố nhưng lần này là nghiêm trọng.